bạn đầu hàng rồi. Tiếp theo thêm một dáng nữa. Rồi. Chắc bạn không chơi nữa đâu, mình đi tìm cái dáng khác mình chơi thôi. 1-4 lên chốt. Cho con mã bạn lui về luôn. Wow, được được cặp cặp sĩ giao chừng là thấy yên tâm rồi đó, pháo nè. Qua đây nè, qua đây nè các bạn. Em nè. Cho con mã bạn lui về luôn. Bỏ con mã luôn. Mình ăn con mã trước đã. Mình ăn con mã trước đã. Mình ăn luôn cặp tượng luôn, con tượng luôn nè. Thế thì mình chơi luôn á các bạn. Mình không có sợ đâu. Dí con báo nè. Mình cho không cho con xe đó lên luôn. Ăn được con nào thì ăn đi. Lên mặn dí mà cản là luôn. Wow, hên quá. Hay quá. Mình ra đây mình bắt bắt con chốt của nó nè, con sĩ nè các bạn. Nè nè nè, dí nè, dí nè, thấy không, thấy không, thấy không, thấy gì chưa, lên chốt đang chạy con xe ra nè các bạn. Cái xe nằm đó đâu có đi được nữa, thí hả. Thí thì thí nè. Wow. Mình còn một con xe nữa. Thì mình không thể nào mà mình mạo hiểm được. Chạy ra nè. Để mình chống lên ngơ ngơ là nó ra con xe đó. Ăn thôi. Wow. Bạn hên cờ, bạn hên dữ vậy ta. Lên thôi. Dí. Kéo pháo qua mình chạy vô, đúng rồi. Vậy để mình giữ lại nè. Chiếc tướng mình chạy vô, trời ơi cờ hên. Cờ vậy thôi mình sao mình chơi nữa.
Các bạn thấy không, cờ gì đâu mà hên. Xe nè. Chú. Cờ của bạn hên quá. Ra quân vậy thì mình đâu có chơi được. Ăn dán cái không thèm chơi nữa. Thôi mình đi kiếm bàn khác chơi đỡ mất thời gian ha. Này thì đối thủ này thì yếu quá. Đây chắc vừa tầm với mình rồi. Wow, ra con xe cờ hên quá. Lên con mẹ đi. Wow, cờ hên quá hên à. Ra cờ vậy sao chơi nữa. Chốt này con sĩ đây nè các bạn, con sĩ nè, con pháo hả? Đem qua cho con xe nó giữ thôi. Qua dưới con mã mình nè. Mình qua đây mình bắt con xe. Không được. Chấm con này lên nào. Chấm con sĩ lên. Chống thêm một con này lên nữa, chống sĩ lên qua ông chốt. Cờ này thì căng lắm các bạn. Chạy con mã. Nãy giờ quên bật tiếng lên cho nó nghe cho nó vui. Đó, thấy chưa? Tiếng nghe đùng đùng. Mình lên con sĩ ở đây.
Đó, thấy chưa? Mình lên tiếp chốt này nữa. Yên tâm rồi, cờ cứng cờ luôn rồi đó. Cờ bạn ra được hai con xe rồi, mình ra mới được có một con thôi. Giờ ráng lật thêm con nữa. Bạn ra đó bạn bắt con gì vậy ta? Bắt con tượng hả? À, bắt con mã. Chống con sĩ lên coi. Wow, hay dữ. Lên con tượng mình dí. Dí con xe luôn. Này mình cản con này lại đặng mình lên con chốt thôi chứ. Này mình cản là đặng mình lên con chốt. Nên bên chốt này xe lên gõ lên trên đầu mình á. Căng quá. Bạn định xuống đây bằng bắt nè, bắt con tượng mình nè, nhưng không ngờ mình có con mã ở đây. Cờ bạn giờ bí đường đi ghê luôn rồi đó. Kệ đi, cho bạn ăn con sĩ đó đi. Kỳ vậy ta. Cỡ giờ hết con đi luôn rồi các bạn ơi. Lên chốt này lại. À, mình bí đường đi luôn rồi. Mình tưởng đó hả? Mình qua đây. Qua đây mình cản chân tượng lại. Mình xuất tướng ra. Chân tượng lại, mình xuất tướng ra nè, các bạn bạn lên chống tượng lên. Cờ bạn còn đừng đi, cờ mình hết đừng đi luôn rồi. Mình phải dí cho con xe nó chạy lên thôi. Con xe này nó chạy lên mã mình mới lên được. Lên con sĩ, kéo con xe qua đây nó dí con pháo mình nè. Mình lui về mình dí con xe, xe nó sẽ chạy đi đâu. Chút đầu
cỡ mình hai con biên không có đi được nữa các bạn. Hai con bên biên này không thể đi được. Xuống con sĩ thôi. Cờ mình bí đường đi quá. Cờ mình không thể đi luôn á các bạn. Cho lùi về đi các bạn, chứ cờ mình bí đường đi quá. Mất nhiều quá. Bạn ra lợi thế, bạn ra hai con xe nên cờ rất là khó đi. Cơ mình còn con xe, con pháo. Con xe, con pháo. Wow. Cơ bạn cũng còn con pháo. Hy vọng con này con xe hoặc con pháo. Rồi mình hết chết xe luôn các bạn ơi. Hết xe luôn rồi các bạn ơi. Rồi, mình chính thức hết xe luôn. Hết xe luôn rồi.
Dưới con mã, dưới con mã đó các bạn, mình dụ mình lừa thôi. Rồi xong luôn rồi, xác định luôn rồi các bạn ơi. Cờ xui quá. Cờ ra hai xe ém mình sớm quá, cờ mình lên không có được. Giờ cờ mình đâu còn đi đâu đi. Bạn đem xe vô đây chiếu mình bí nè. Đợi rồi chết luôn rồi bạn. Cờ này trước sau cũng chết đó. Ra hai xe sớm quá.